Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, giống như tôi đã nói trong cái phần 1 là các dấu hiệu cho thấy là ông Trump sẽ chiến thắng trong cái mùa bầu cử năm nay. Lạng quạng, ông thắng luôn cả phiếu phổ thông chứ không phải là phiếu cử tri đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi thế giới sẽ thay đổi như thế nào khi mà ông Trump quay trở lại tòa bạch ốc. Quý vị, nó sẽ hoàn toàn khác biệt so với năm 2017 hoàn toàn khác biệt và sự khác biệt này nó có thể nó tốt hơn. Lý do là bởi vì năm 2017 khi ông Trump đắc cử thì quý vị có rất nhiều những biến động xảy ra. Có rất nhiều những biến động xảy ra và thế giới sốc khi mà ông Trump đưa ra những cái chính sách và thực hiện những lời cam kết của ông. Quý vị còn nhớ lúc mà ông Trump ra tranh cử năm 2016, ông đưa ra những lời cam kết trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Thì quý vị, trong chính sách đối ngoại thì ông nói rằng là À, nước Mỹ trên hết, American first. Thì quý vị, ai cũng nghĩ đây chỉ là những ngôn ngữ tranh cử của ông Trump thôi. Ai cũng nghĩ như vậy. Và khi mà ông Trump đắc cử thì thật sự ông đã thực hiện cái chính sách America first tức là người Mỹ trên hết hay là nước Mỹ trên hết. Thì quý vị, khi mà ông áp dụng chính sách này thì không những ông nhắm vào những quốc gia được xem là đối thủ hay kẻ thù của Hoa Kỳ mà ông còn nhắm vào luôn tất cả những quốc gia đối tác và đồng minh nó gây ra một cái sốc lớn trên thế giới. Có thể nói rằng, cái giai đoạn 2017 và 2018, cả thế giới đều bị sốc bởi cái chính sách của ông Trump. Nhất là chính sách đối ngoại. Tôi chưa nói tới chính sách đối nội. Tôi chỉ nói chính sách đối ngoại mà thôi. Quý vị, lúc đó thì quý vị, ông Trump đã lên tiếng và đặt vấn đề với cả Âu Châu và các đối tác tại Á Châu là phải có sự công bằng với Hoa Kỳ. Và ông bắt đầu lắp đặt cái chiến lược đối đầu với Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2018. Quý vị còn nhớ thời điểm đó thì ông Trump đã bắt đầu đưa ra những cái chính sách này và cả thế giới sửng sốt. Đám đồng minh của Âu Châu, ở bên Âu Châu, gần như họ không tưởng tượng được là ông Trump, ông Trump nhắm vào họ luôn. Ông đã bắt đầu thúc đẩy việc mà gọi là quân bình cán cân mậu dịch. Đầu tiên hết là quân bình cán cân mậu dịch. Thì quý vị, ông nói rằng cái ngạch mậu dịch của Âu Châu và Hoa Kỳ chênh lệch quá lớn. Ông bắt Âu Châu phải mở cửa thị trường cho Hoa Kỳ. Hoặc là giảm bớt thị trường, xuất cản vào thị trường Hoa Kỳ. Và ông đã đưa ra những chính sách trừng phạt các công ty của Âu Châu Để trả đũa việc Âu Châu trừng phạt công ty của Hoa Kỳ Ông Trump đã làm và khiến cho những đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Âu Châu gần như là lên tim Đó là bước thứ nhất Bước thứ hai là ông ép bên Âu Châu phải mua năng lượng của Hoa Kỳ nhiều hơn Thay vì là mua của Nga và của Trung Đông Thời điểm đó thì quý vị thấy là ông Trump cho tái lập lại cái ống dẫn dầu Keystone Pipeline XL khi mà Obama cho đóng lại ông dẫn dầu này thì ông Trump mở lại và ông ép các quốc gia Âu Châu kết quả một số quốc gia Âu Châu phải cắn răng mua giá năng lượng của Hoa Kỳ với cái giá mà Hoa Kỳ đưa ra. Quý vị, ông Trump đã làm chuyện này và bên cạnh đó ông ép tất cả các đồng minh trong NATO là phải tăng ngân sách quốc phòng. Phải tăng ngân sách quốc phòng lên tới à, cái lời cam kết của họ năm 2014 là 2% trong tổng số GDP của họ. Thì quý vị, ông Trump ra sức ép họ và kết quả thì quý vị đám Âu Châu đã bất à, bất hợp tác với ông Trump có thể nói là bất hợp tác với ông Trump chỉ có một vài quốc gia ở Âu Châu như là Ba Lan hay là ở Hungary thì họ đáp ứng những lời hỏi của ông Trump tức là cộng hòa Czech vân vân những quốc gia này nằm ở phía đông và phía trung Âu còn những quốc gia phía tây Âu gần như là bất hợp tác với ông Trump họ sửng sốt họ không tưởng tượng được là ông Trump và lại đối xử với họ như vậy Tức là họ không tưởng tượng là ông Trump bắt đầu soi đèn lại tất cả những cái hiệp ước và ngay cả đừng nói tới Âu Châu, ngay cả nước Mỹ và ở khu vực Bắc Mỹ luôn. Ông Trump xóa bỏ luôn cái hiệp ước NAFTA. Cái hiệp ước đã có giá trị 25 năm. Và ông lập ra một cái hiệp ước khác là USMCA giữa Mexico và và phía Canada. Ông lập lại và buộc Canada phải ký vào cái hiệp ước mới. Quý vị, lúc mà ông Trump lên năm 2017 và 18 ông đã lật tất cả những cái bàn cờ thế giới lại và ông soi đèn vào từng vấn đề để mà ông giành lại quyền lợi cho nước Mỹ với cái câu slogan của ông tức là cái câu khẩu hiệu của ông nước Mỹ trên hết và dân Mỹ trên hết thì quý vị 2017 2018 ông Trump đã làm cho cả thế giới sửng sốt và cả thế giới bị tưng tưng lệch vì cái chính sách của ông gần như là không giống những đời tổng thống trước không có thỏa hiệp và cũng không có cái kiểu giống như là à, mỗi bên nhường một chút mà ông đi rất cứng rắn, ông đi rất cứng rắn và ông đưa ra những cái quyết định mà cả thế giới đều sửng sốt. Ví dụ như là khi ông lên đầu tiên hết, ông chuyển tàu đại sứ của Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem xác nhận Jerusalem là thủ đô của do thái. Cả thế giới đều cho rằng là ông Trump đang gây một cái cuộc tắm máu tại trung đông. Rồi quý vị chưa hết, ông bắt đầu Mở cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc Và rất nhiều những công ty truyền thông Những tên được tự nhận là kinh tế gia Bình luận gia, chuyên gia Đã lên tiếng cảnh báo Ê, Đừng có cây hấn với Trung Quốc Cái đó sẽ thiệt hồi rất là nhiều Và sẽ rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế Vân vân và vân vân Quy vị, Nó phản đối ông Trump rất là nhiều Họ phản đối ông Trump rất là nhiều Và kết quả thì quý vị Chúng ta đã chứng kiến được Ông Trump thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ Tăng trưởng rất tốt 3.1% tính tới năm 2019. Mức lạm phát 1.2% và giá dầu thô giảm xuống tới mức gọi là dưới 40 Mỹ kim một thùng dầu thô. Và kết quả và thất nghiệp thì mức thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong vòng 50 năm, 3.5%. Và thế giới không có một cuộc chiến nào xảy ra, không có một cuộc tắm máu nào xảy ra. Nhưng thời điểm mà ông Trump thực hiện tất cả những chính sách này thì cả thế giới, có thể nói là cả thế giới luôn quý vị, từ đồng minh đối tác cho tới kẻ thù đều bị sốc. Họ không tưởng tượng được là họ trở thành mục tiêu cứng rắn của ông Trump. Do đó quý vị, có nhiều quốc gia bất hợp tác với ông Trump. Nhất là những quốc gia đồng minh. Ông còn ép Nam hàng là phải chi 5 tỷ Mỹ Kim để mà trả cái tiền cho quân đội Hoa Kỳ trú đóng tại Nam Hàn. Ông ép Nhật Bản là phải ra mặt và có một cái vai trò lớn hơn trong đó đặc biệt là phải đóng góp chung với Hoa Kỳ trong việc mà kềm chế sự bành trướng và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Và lúc đó ông làm việc rất uh, gọi là có là rất thân thiết với lại ông Shinzo Abe, thủ tướng của Nhật Bản. Thì quý vị, cái cách của ông Trump trong năm 2017 và 18 có thể nói rằng là cả thế giới sửng sốt. Họ không tưởng tượng được ông Trump đi những cái chính sách mà họ chưa bao giờ thấy và những chính sách này gần như là không những sát sà bóng kẻ thù mà còn sát xà bông luôn cả những quốc gia đồng minh và đối tác. Thì quý vị đã thấy được và nó dẫn tới một cái tình trạng là rất nhiều những lãnh đạo thế giới không ưa ông Trump. Có thể nói là không ưa ông Trump ở năm 2017 và 2018. Tuy nhiên thì quý vị, ừ. đó là những cái gì mà chúng ta thấy được từ năm 2017 cho tới 2019 trước khi đại dịch bùng nổ. Trước khi đại dịch bùng nổ năm 2020, từ 2017, 2018 và 2019 là cả thế giới đều sửng sốt đều bất ngờ và có nhiều lãnh đạo quốc gia không ưa ông Trump bởi vì ông đi những chính sách mà họ bị họ cảm thấy rằng là họ bị ép đó là những gì chúng ta thấy được nhưng 2024 bây giờ thì quý vị thấy là cái xu hướng ông Trump chiến thắng đã quay trở lại rõ ràng là ở tại Mỹ này tất cả những cái dấu hiệu tích cực cho thấy ông Trump chiến thắng và bắt đầu từ năm ngoái quý vị bắt đầu từ năm ngoái khi mà ông tuyên bố ra tranh cử đó thì quý vị cái rating của ông rút còn còn Joe Biden đó rất là cao ông gác luôn cả Joe Biden luôn mà thì các quốc gia đồng minh và đối tác kể cả kẻ thù bắt đầu hiểu được cách của ông Trump bắt đầu hiểu được cách của ông Trump cho nên năm nay nếu ông Trump thắng cử thì có thể rằng là cái phản ứng nó sẽ không gây bất ngờ như năm 2017 thứ nhất là người ta đều dự tính là ông Trump thắng so với năm 2016 ai cũng đinh ninh là bà Hillary thắng chứ không phải ông Trump. Năm nay người ta thấy rõ ràng là ông Trump cái xu hướng thắng của ông cao hơn rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được. Điều thứ hai là họ đã dự tính được cái cái chính sách của ông Trump rồi. Ông cũng đã tung ra rồi chứ không phải không. Ông tung ra những chính sách rất rõ ràng. Năm 2017 họ nghĩ rằng đây là những cái chiêu thức để mà mỹ dân tranh cử thôi. Nhưng mà cuối cùng khi thắng cử thì các đời tổng thống Hoa Kỳ đều đi vào thỏa hiệp với cộng đồng quốc tế để mà tiếp tục gọi là phát triển. Nhưng bất ngờ ổng gây ra những cái cái chính sách mà gọi là khá là kỳ lạ và khiến cho cả thế giới bị sốc. Thì quý vị, năm nay khác. Năm nay tất cả các quốc gia từ đồng minh, đối tác cho tới kẻ thù đều biết rõ ông Trump sẽ làm những gì ông cam kết. Ông Trump sẽ làm những gì ông cam kết và quý vị thấy rằng, rõ ràng ông lên tiếng rồi tất cả những công ty mà sản xuất từ bên ngoài xuất cản qua Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế rất cao. Ông cảnh báo trước là những cái mặt hàng bình thường của những quốc gia khác là 10 cho tới 20%. Riêng trường hợp của Trung Quốc, ông quánh tối thiểu là 60% thuế. Ông đã cảnh báo trước và ông nói là ông sẽ đánh thuế cho tới khi nào những công ty ở bên ngoài phải vào nước Mỹ mở công ty. Thì lúc đó họ sẽ không bị thuế. Và quý vị thấy cái cuộc phỏng vấn mới nhất của ông trên cái hãng thông tấn Bloomberg khi nói về kinh tế. Và cái người mà đặt câu hỏi với ông là ông đánh thuế cao kiểu này, dân Mỹ chịu. Dân Mỹ chịu thuế. Ông Trump trả lời thẳng thắn luôn. Tôi đánh cho tới khi nào mà họ phải đi mở công xưởng ở Hoa Kỳ. Khi họ mở công xưởng ở Hoa Kỳ, họ được tôi bảo vệ, họ được giảm thuế. Và họ sẽ tạo ra việc làm cho dân Hoa Kỳ. Không có tình trạng mà dân Hoa Kỳ trả tiền cao nữa. Bởi vì nếu mà họ sản xuất tại Hoa Kỳ, thì hàng hóa sẽ tràn ngập tại Hoa Kỳ. Và khi hàng hóa tràn ngập thì giá sẽ rẻ. Nếu họ mở công xưởng tại Hoa Kỳ. Còn nếu mà họ xuất cản và dân Hoa Kỳ vẫn chuộng hàng nhập cản, họ phải trả giá cao. Thì quý vị, năm nay là ông Trump đã đưa ra những chính sách rất rõ ràng về mặt kinh tế. Là ông buộc tất cả các quốc gia, dù kẻ thù, đối tác hay là đồng minh, phải đối diện với lại cái chính sách của ông. Và dường như năm nay các quốc gia đã chuẩn bị trước họ chuẩn bị tâm lý trước rồi. Và quý vị thấy trước đó năm 2023, là nhiều quốc gia ở Âu châu, ở Á châu đã liên tục gửi người của họ tới tiếp xúc với lại cái chiến dịch tranh cử của ông Trump hoặc là đích thân họ tới gặp ông Trump để tìm hiểu về chính sách của ông. Tức là họ có sự chuẩn bị trước so với năm 2017 và 18. Là lần này họ sẽ không bị sốc nữa. Họ đã ước tính và họ đã à, gọi là dự đoán trước những cái chính sách cứng rắn của ông Trump rồi và họ phải lên kế hoạch để mà đối phó, đối phó tức là sẵn sàng thỏa hiệp với ông Trump hay họ sẽ quay lưng. Tôi không nghĩ họ quay lưng. Tại vì năm 2017, 18, 19 họ quay lưng nhưng mà cuối cùng thì cái vậy chính họ thiệt hại. Và nước Mỹ lúc đó kinh tế mức tăng trưởng của nước Mỹ là 3.1%. Giá dầu thô giảm xuống còn dưới 40%. Thì quý vị Ông Trump còn tạo lợi cho họ. Nhờ dầu thô giảm mà mức sản xuất của Âu Châu họ có thể dễ 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 dàng hơn. Do đó quý vị, bây giờ thì 2024. Họ thấy được là ông Trump làm được. Ông nói được ông làm được. Những gì mà ông cam kết ông sẽ làm. Do đó họ có cái sự chuẩn bị trước. Thứ nhất là họ phải sắp đặt kế hoạch và chiến lược làm sao cho nó phù hợp với cái chính sách của ông Trump mà họ không bị thiệt hại nhiều. Do đó quý vị về mặt kinh tế tôi nói về mặt kinh tế là ông Trump sẽ làm điều này. Về mặt kinh tế là ông sẽ buộc tất cả các quốc gia là phải có sự công bằng với Hoa Kỳ trong vấn đề mậu dịch. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ông Trump luôn lên tiếng chỉ trích các cái định chế trên thế giới trong đó đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Và họ đã chứng kiến được khi mà ông cắt bỏ những cái ngân sách hỗ trợ này. Ví dụ như là cái cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc tức là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Rồi cái à, tổ chức y tế thế giới, rồi à, tới cái à, tổ chức nhi đồng thế giới, rồi xong rồi tới cái à, quỹ hội nhân quyền của thế giới nằm ở liên Hợp quốc tại geneva ông trump rút ra khỏi tất cả những tổ chức này và ông không cung cấp một đồng bạc nào làm cho các quốc gia đồng minh của hoa kỳ phải ối thêm tiền cho những cơ quan này nếu họ muốn duy trì những cơ quan này thì quý vị lần này ông trump quay trở lại thì các quốc gia cũng dự tính trước ông trump sẽ thúc đẩy việc cải tổ toàn bộ cái cơ chế liên hợp quốc toàn bộ cơ chế của liên Hiệp quốc do đó quý vị họ sẽ phải chuẩn bị trước là họ phải ói thêm tiền hoặc là buộc phải thay đổi toàn bộ cái quy tắc làm việc và cái cách làm việc của các cái cơ quan của liên Hiệp quốc trong đó có cái cao quỹ nhân quyền liên Hiệp quốc cao quỹ nhà tị nạn liên Hiệp quốc và kể cả cái uh, uh, cơ quan giờ uh, gọi là tổ chức y tế thế giới Quý vị, ông Trump sẽ thúc đẩy lại và giảm đi tất cả ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Ông sẽ ép từng quốc gia một rời bỏ Trung Quốc. Tại vì ông Trump có cái nghệ thuật đối thoại song phương, là chỉ có hai bên thôi, không có bên thứ ba sang vào. Do đó quý vị, họ sẽ phải dự tính trước là họ sẽ đối diện với cái cuộc đối thoại trực tiếp với ông Trump. Và là họ phải điều chỉnh chính sách của họ làm sao cho phù hợp với cái chính sách của ông Trump nếu như họ muốn duy trì cái tinh thần đồng minh hay là đối tác của Hoa Kỳ. Còn nếu như mà họ phản đối, ông Trump sẽ đẩy họ về phía kẻ thù của Hoa Kỳ hay là đối thủ của Hoa Kỳ. Rất rõ ràng. Do đó quý vị, năm nay nó khác với 2017-18 là cộng đồng thế giới. Đặc biệt là những đồng minh của Hoa Kỳ, những đối tác của Hoa Kỳ tại Âu Châu và Á à Châu, họ đều dự tính trước là ông Trump sẽ có những chính sách cứng rắn và ông Trump sẽ có những cái đòi hỏi rất là cứng rắn. Và trong đó ông sẽ không có tham gia vào những cái cuộc họp đa phương gì cả. Ông sẽ xẻ ra từng nước một ông đối thoại. Họ phải đối diện trực tiếp với ông. Do đó quý vị, năm nay nó sẽ bớt sốc hơn so với năm 2017 18 tức là họ có chuẩn bị tâm lý, họ có chuẩn bị kế hoạch để mà gọi là đưa ra những cái chiến lược phù hợp đáp ứng cái ít nhất là phải phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Đó là tôi nói là về cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc bắt buộc phải có sự thay đổi. Còn nếu không thì các quốc gia khác cứ tiếp tục ói tiền cho Liên Hiệp Quốc. Ông Trump sẽ ngưng lại. Nếu không cải tổ Liên Hiệp Quốc. Do đó quý vị, các quốc gia cũng chuẩn bị trước là họ sẽ hùa theo ông Trump nếu họ không muốn tốn tiền. Họ phải thua theo ông Trump để buộc các cơ chế của Liên Hiệp Quốc phải thay đổi quy tắc làm việc, thay đổi chính sách và thay đổi tất cả những cái luật lệ trước đây đó ví dụ như là cái uh, cơ quan tị nạn dành cho người Palestine, ông Trump sẽ buộc cái cơ quan này có thể giải tán, ông Trump có thể buộc cơ quan này giải tán để cộng đồng quốc tế không còn bơm tiền vào nữa, ông sẽ buộc các quốc gia Trung Đông tăng trách nhiệm nhiều hơn trong việc hỗ trợ cho người Palestine, bù lại là ông sẽ hỗ trợ cho do Thái triệt tiêu những phần tử nào mà muốn xóa sổ do Thái ở trong cộng đồng của người Palestine hay là cái quốc gia của Palestine. Thì quý vị thấy là ông Trump sẽ làm điều này. Và điều đầu tiên hết mà chúng ta chứng kiến được là ông đã tuyên bố rất nhiều lần. Khi ông đắc cử, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông. Một cách nhanh chóng. Thì cái điều này tôi đã từng giải thích cho quý vị rất nhiều lần. Ông dùng cách nào rồi. Nhưng ít nhất tôi không nói về mặt ông Trump. Mà tôi nói về mặt cộng đồng quốc tế. Những quốc gia đối tác đồng minh sẽ phải hiểu được ông Trump làm cách nào. Tại vì ông đã có bản proposal, ông đã có kế hoạch và ông đã lên kế hoạch rồi. Và ông cũng đã thông báo kế hoạch rồi. Vấn đề còn lại, họ sẽ điều chỉnh chính sách của họ, họ sẽ điều chỉnh cái phương pháp của họ, cái cách của họ làm sao phù hợp với ông Trump. Tại vì họ thấy rõ ràng, chống đối ông Trump không có lợi. Phải đưa ra những chính sách làm sao phù hợp để mà có thể song hành với Hoa Kỳ. Thay vì chống đối ông giống như 2017 18 kết quả thì quý vị thấy rõ do đó quý vị về thứ nhất là về mặt kinh tế thứ hai về mặt chính trị và thứ ba là về cái, cái mặt gọi là à, à, liên minh liên minh giữa các quốc gia thì ông trump đã đưa ra một cái lập trường rất rõ ràng họ phải điều chỉnh chứ họ không còn lợi dụng được nữa bởi vì họ biết rõ ông trump rồi ít nhất 8 năm sau những quốc gia đồng minh đối tác của hoa kỳ họ biết rõ ông trump sẽ làm cái gì Họ biết rõ ông Trump sẽ làm cái gì và họ phải đưa ra những cái cần thiết là quý vị thấy họ tiếp xúc ông Trump rất là nhiều. Đó là cái điều thứ nhất, thứ hai về mặt quân sự. Về mặt quân sự đầu tiên hết, ông Trump sẽ không đòi hỏi 2.2% nữa. Ông sẽ đòi hỏi lên 2.5 cho tới 3% trong tổng số GDP của các quốc gia ở trong NATO. Và phải làm liền. Ông Trump không để cho họ có thời gian. Ông Trump không để cho họ có thời gian mua thêm thời gian giống như trước đây. Quý vị nên nhớ là họ đưa ra lời cam kết là từ năm 2014 khi mà Nga chiếm Crimea của Ukraine là họ cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên ra 2%. Nhưng mà tới lúc mà ông Trump cầm quyền và gặp gỡ họ năm 2017-18 thì quý vị, ngay cả nước Đức là nền kinh tế mạnh nhất của Âu Châu cũng chỉ đóng góp có 1.2% mà thôi. Không đạt được 2%. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy, báo cáo mới nhất của NATO đưa ra trong tổng số 32 quốc gia ở trên NATO thì 23 quốc gia đã đạt được cái tiêu chuẩn 2% rồi. Thì quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại. Tại vì vật giá lên, tất cả mọi thứ đều lên hết, năng lượng lên mà. Đâu thể nào ngân sách của quốc phòng dậm dân tại chỗ. Do đó, ông Trump sẽ đòi hỏi từ 2.5 cho tới 3%. Thì các quốc gia này sẽ phải điều chỉnh cái ngân sách quốc gia của họ tăng cường ngân, quốc, ngân sách quốc phòng để đáp ứng cái yêu cầu của ông Trump. Nhất là sau cuộc chiến của Nga tại và Ukraine, họ thấy được cái tầm quan trọng an ninh quốc phòng của Âu Châu như thế nào. Và nhất là ông Trump, một nhân vật mà rất khó đoán. Đám Âu Châu rất sợ ông Trump là bởi vì ông là người nhân vật rất khó đoán. Ông sẽ đi cái chính sách nào. Chính vì vậy mà họ phải điều chỉnh tất cả để đáp ứng và phù hợp với đòi hỏi của ông về quốc phòng. Thứ hai, Ông sẽ buộc các quốc gia đồng minh và đối tác sẽ phải chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trên mặt trận trên toàn cầu. Không những là chỉ có Âu Châu, ngay cả tại Trung Đông, ngay cả tại Á Châu, và kể cả Phi Châu luôn. Ông sẽ bắt tất cả những quốc gia đồng minh đối tác của Hoa Kỳ từng khu vực là phải tăng cường cái vai trò của mình. Và những thế lực mạnh trên toàn cầu như NATO là phải mở rộng vai trò của mình. Không thể chỉ có ôm lại cái khu vực của Đại Tây Dương. Mà họ phải có mặt ở khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay là vùng biển Ả Rập. Tức là mạng lưới quân sự của Âu Châu sẽ phải trải rộng ra. Không còn đóng khung ở khu vực Âu Châu nữa. Ông sẽ bắt tất cả những quốc gia đồng minh chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn để tăng cường cái mức kiềm chế, không để cho những cuộc xung đột xảy ra. Và quý vị thấy rồi đó, do tất cả những cái thái độ ích kỷ, Âu Châu chỉ ôm phần của mình của Âu Châu và kết quả thì quý vị âu châu cũng không cản được cuộc chiến của nga và ukraine do đó quý vị cái năm nay là cái năm đặc biệt là cả thế giới tôi nói là cả thế giới sẽ phải thay đổi chính sách theo cái uh, chiêu bài mà ông trump đưa ra trong cuộc tranh cử hay là những cái lời phát biểu của ông trong cuộc tranh cử họ phải thay đổi chính sách còn ông trump ông nói là ông làm và ông đã làm rồi trong cái nhiệm kỳ đầu tiên do đó bây giờ họ có kinh nghiệm rồi Họ tưởng rằng lúc đó ông Trump chỉ nói để lấy phiếu thôi. Nhưng họ đâu có ngờ ông Trump làm. Bây giờ họ biết được ông Trump cá tánh ông nói là ông làm. Do đó quý vị, nhiều quốc gia Âu Châu bây giờ phải tự cái vậy là phải tự định lại cái chính sách của họ để làm sao phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ. Phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ trong đó bảo đảm an ninh quốc phòng của Âu Châu, bảo đảm sự cộng chung thịnh vượng phân phối đều sự cạnh tranh và bảo đảm cái sự hữu hiệu của các định chế trên thế giới. Tức là những cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc phải hoạt động hữu hiệu. Chứ không có kể kiểu bất lực như bây giờ. Họ biết được ông Trump sẽ làm điều này. Do đó quý vị, họ phải tự điều chỉnh. Do đó, cái tình trạng của năm 2024 nó khác với năm 2016. Tức là những gì ông Trump nói, họ biết ông sẽ làm. Và do đó quý vị, 2017-2018 họ bị sốc bởi những cái chính sách ông Trump đưa ra và ông thực hiện. Thì 2024 họ dự đoán trước ông Trump sẽ làm những chính sách này. Do đó quý vị, đây là cái sự khác biệt của nhiệm kỳ 1 của ông Trump và nhiệm kỳ 2. Nó sẽ làm cho bớt đi cái sự chống đối ông Trump. Có thể nói là nó làm cái sự chống đối ông Trump bớt đi trên chính trường quốc tế. Tại vì họ biết được nếu dù muốn dù không, họ phải làm việc với ông Trump trong 4 năm. Mà chưa chắc chỉ có 4 năm đó, 8 năm sau đó, cái người mà thay thế ông Trump ra tranh cử cũng sẽ tiếp tục những chính sách này. Thậm chí có thể còn đi gây gắt hơn cả ông Trump nữa. Do đó, bây giờ các quốc gia đồng minh đã có kinh nghiệm. Họ đã có kinh nghiệm là làm sao để mà phù hợp, thích ứng thay vì chống đối. Tại vì chống đối không có lợi cho họ. Nó càng kích động và quý vị thấy, năm 2017-18, chính vì họ chống đối ông Trump. Cho nên quý vị họ tạo cái cơ hội cho lực lượng bảo thủ ở Âu Châu đã bắt đầu quay trở lại chính trường. Sau gần 30 năm bị shut down tại Âu Châu. Họ thấy rõ cái tầm nguy hiểm. Nếu họ muốn duy trì cái quyền lực của họ, nhất là đám cánh tả. Họ muốn duy trì cái quyền lực của họ tại Âu Châu. Bắt buộc họ phải đáp ứng tất cả những cái chính sách của ông Trọc. Còn nếu họ đi ngược lại thì họ sẽ tạo cơ hội cho lực lượng bảo thủ tràn ngập Âu Châu chính là và tôi mới nói cái vị năm nay nó khác biệt với lại năm 2017 18 tức là họ không còn bị sốc nữa họ không còn bị sốc nữa và họ biết rằng họ sẽ phải lãnh trách nhiệm nhiều hơn từ cái trách nhiệm về mẫu dịch công bằng từ cái trách nhiệm về an ninh toàn cầu cho tới cái trách nhiệm đối với các định chế trên thế giới họ có thể sẽ cắt bỏ ngân sách nếu như không cải tổ các cái định chế này tức là họ không có kiểu giống như là ông Trump rút ra thì họ bỏ thêm việc tiền vô tương tự như năm 2020 quý vị còn nhớ lúc mà ông Trump cắt bỏ ngân sách của tổ chức y tế thế giới chính họ châm tiền vô để mà họ giúp cho cơ cái 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 tổ chức này nhưng mà 2024 và 2025 nếu ông Trump thắng cử và quay trở lại thì quý vị họ sẽ làm theo kiểu ông Trump họ rút tiền ra và họ ngưng lại cái việc cung cấp tiền họ ngưng cái việc cung cấp tiền để cho các cái cơ chế này phải cải tổ quy tắc còn nếu không là coi như họ không có tiền hoạt động tương tự như vừa rồi quý vị còn nhớ khi mà do thái tấn công vào giải gaza phát hiện ra nhân viên của cái cao quỹ tị nạn dành cho uh, liên quốc li về uh, tị nạn dành cho người palestine khi mà phát hiện ra một số nhân viên của cái uh, cơ chế này làm việc cho hamas và là thành viên của hamas thì quý vị hoa kỳ cắt bỏ ngân sách nhiều quốc gia, nhiều quốc gia đo nè cũng cắt bỏ ngân sách luôn. Thì quý vị, cái điều này nó sẽ xảy ra. Tức là họ phải đáp ứng cái đòi hỏi của ông Trump là cải tổ tất cả những cái định chế trên thế giới để hoạt động hữu hiệu hơn. Thứ hai là họ sẽ phải công bằng về mậu dịch, không còn tình trạng tham lam nữa. Và thứ ba, họ phải tăng cường cái vai trò của họ, chia sẻ cái trách nhiệm của họ trên toàn cầu. Đây là những gì mà tôi nói với quý vị là họ sẽ phải làm nếu như mà ông Trump quay trở lại chính trường. Do đó năm nay nó sẽ không còn cái tình trạng gọi là bị bất ngờ giống như năm 2017. Nó khác biệt so với 8 năm trước. Tức là các quốc gia đều có sự chuẩn bị. Đều có sự chuẩn bị khi ông Trump quay trở lại chính trường. Chính vì vậy mà tôi nói rằng trong năm đầu ông Trump có thể sẽ bị mess up. Tức là đảng Dân Chủ có thể quậy tan nát. Khi mà ông nắm chức tổng thống 6 tháng đầu tiên Và 6 tháng sau đó Ông sẽ phải clean up những cái mess Mà ông Joe Biden gây ra Từ cái cuộc chiến của Nga ở Ukraine Cho tới cái xung đột tại Trung Đông Ông Trump phải chấm dứt tất cả những cái mess này Tức là những cái hỗn loạn này Cho tới cuối năm 2025 Đầu năm 2026 Ông mới bắt đầu thúc đẩy tất cả những cái nghị trình của ông Về kinh tế Về quân sự Về chính trị Lúc đó thì lúc đó quý vị nó mới khởi sắc. Tức là chúng ta sẽ chứng kiến một cái năm 2025 tương đối hỗn loạn và có nhiều biến cố. Nhưng mà sau đó ông Trump sẽ thực hiện cái chính sách tương tự như năm 2017. Nửa năm đầu ông bị quậy tưng bừng. Nửa năm sau đó ông phải dọn dẹp bãi rác mà Obama để lại. Cho tới 2018, ông mới bắt đầu rảnh tay để bắt đầu thực hiện tất cả những cái chính sách mà ông làm. Thì các vị tương tự như vậy. 2025, ông Trump sẽ phải clean up những cái mess này. Nhưng mà bước qua 2026, ông sẽ đẩy mạnh. Ông sẽ đẩy mạnh tất cả những nghị trình này. Và ông sẽ làm cho tất cả các quốc gia phải đáp ứng cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và kết quả thì quý vị thấy là kỳ này ông Trump sẽ điều hành quần máy quốc gia suôn sẻ hơn so với cái thời kỳ của nhiệm kỳ đầu. Thứ nhất là ông đã có kinh nghiệm chính trường. Thứ hai là cả thế giới đã bắt đầu hiểu được cách của ông Trump. Thay vì ra mặt chống đối và bất hợp tác, thì bây giờ họ phải chọn một cái giải pháp khác, làm cách nào điều chỉnh cho nó thích ứng mà họ không bị thiệt hại quyền lợi. Thì quý vị, do đó, năm nay 2025, ông Trump nắm quyền tổng thống, thì sẽ thuận lợi hơn so với năm 2017. So với năm 2017, thì ông sẽ điều hành của máy quốc gia thuận lợi hơn và cái chính sách đối ngoại của ổng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều đây là những gì mà tôi nhìn được từ cái uh, cách mà các quốc gia bắt đầu có những cái ngôn ngữ mềm dẻo không dám lên tiếng ủng hộ cho ứng cử viên nào cho tới việc mà nói là sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai đắc cử tổng thống bla 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 thì quý vị những ngôn ngữ này cho thấy là họ có sự chuẩn bị từ matt ruth tổng thư ký của liên minh nato cho tới những nhân vật được xem là nổi đình nổi đám của âu châu bây giờ cũng phải lên tiếng là sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai đắc cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Rõ ràng là quý vị, cái ngôn ngữ của họ đã có sự thay đổi. Và sự thay đổi này nó sẽ đi kèm với việc họ phải thay đổi và điều điều chỉnh cái chính sách của họ làm sao cho phù hợp. Và đây là cách mà ông Trump tái lập trật tự thế giới. Cách mà ông Trump tái lập trật tự thế giới và trật tự tại Á Châu. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng rằng là ít nhất quý vị sẽ có được cái khái niệm sự khác biệt nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ 2 của ông Trump khi ông quay trở lại chính trường. Và thế giới sẽ phải thay đổi như thế nào khi mà ông Trump thắng. Nó sẽ giảm bớt tất cả những cái uh, tiêu cực so với năm 2017, tức là nhiệm kỳ đầu của ông. Họ sẽ phải làm việc chung với ông Trump thay vì ra mặt chống đối ổng. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!